Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 2024. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ hai của dòng chảy Tàu Khê. Nhất kệ đầu cơ, nhất chúng hàng. Chữ này đọc là chữ hàng cũng được nhé. Hàng là hàng phục đó. Hàm hoa bách điểu khứ song song, gia sơn ký đát lai thời lộ, bán giả truyền y quá cửu gian. Bài này của ngài Tổ Ấn Minh. Nhất kệ đầu cơ là chi? Một bài kệ hợp với cơ duyên, tức là nó tương ưng với tâm tủy của thiền đốn ngộ, cho nên là đầu cơ. Nhất kệ đầu cơ tương đối là nhiều đó nghe. Một câu thôi đạt được ý tổ, nói được cái sở ngộ thì liền có khả năng thọ nhận được pháp y, kế thừa tổ vị. Hàng hoa bách điểu khứ song song là ngậm hoa, trăm chim bay về một hướng. Hàm nghĩa chi? Một lời tương hợp với đạo lý thì ngàn lời nói ra đều tương hợp với đạo lý, đi về một hướng giải thoát mà thôi. Nói theo ngôn ngữ chúng ta nó là như vậy. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền đó là khi tâm thức tương ưng với đạo thì nói năng, hành xử, nghĩ suy, vận hành đời sống này không có cái gì lạc ngoài đạo cả. Gia sơn ký đắc lai thời lộ, bán giả truyền y quá cửu gian. Gia sơn là quê xưa hay là nhà xưa. Ký đắc là nhớ về. Nhớ về cái con đường về. Hay nói cách khác là nhớ về nơi chốn xưa mà ta từng ở. Nơi chốn xưa từ đó ta đã ra đi. Và người như thế này dù có đi đến bất cứ phương trời nào thì họ cũng vẫn nhớ về quê cũ. Giống như ngày xưa người ta đưa thơ một chim bồ câu vậy. Bồ câu được nuôi trong một cái gia đình, họ cho nó những cái loại thức ăn rất đặc thù. Thế cho nên mang nó ra tới ngàn vạn dặm xa, thế nhưng mà vừa thả ra là nó bay về chốn cũ thôi. Bán giả truyền y quá cửu gian là nửa đêm được ngũ tổ hoằng nhẫn truyền y và đưa qua sông cửu gian về lại miền Nam Trung Hoa. Đây là bài thứ nhất. Bài này được dịch như thế này. Một kệ hợp cơ cả chúng phục, chim trời ngậm hoa bay thẳng hàng, ra đi vẫn nhớ về quê cũ, đắc pháp nửa đêm qua cửu gian. Thế thì chúng ta có một cái hàm ý bài này như thế này, mình chép từng bài để cho các vị theo dõi như vậy. Đây là cái câu mà chúng ta bắt gặp trong A Hàm, có nhiều bài kinh như thế này nghe. Có những hôm chư thiên đột nhiên vỗ tay reo mừng vang dội cả thiên giới. Hóa ra ngày đó có một vị phát tâm xuất gia. Thế rồi có những lần phát sinh đó là chư thiên cũng reo mừng vang dội gấp hai lần. Hóa ra là vị tỳ kheo đó phát tâm lành đi vào con đường tu tập chứng tu đầu quan. Cuối cùng có một lần cái sự tán thưởng nó vang dội luôn cả diệu pháp đường và kéo dài rất lâu. Hóa ra đó là vị tỳ kheo chứng được thánh quả vô lậu, thành quả vị A-la-hán. Cái sự chấn động của những con người thấy đạo, thưa các vị, nó làm cho cả vùng không gian ảnh hưởng nghe. Một bậc đạo sư có mặt giữa nhân gian mang đến lợi ích vô cùng lớn. Cũng như vậy, một người thấu ngộ được thiền, gánh vác được sự nghiệp giác ngộ Như Lai, người đó mang đến ân phước cho cả một vùng cư dân, dựng dậy được đạo Phật,
dù đạo Phật đó đang trên đà suy thoái. Người chưa ngộ đạo, chưa đạt đến cái thấy tương ứng với đạo, thế nhưng mà có đạo hạnh, tâm đủ lành, tu tập một cách chân thật, thì đời sống người đó ở bất cứ tự viện nào đều mang đến phước điền cho chư tăng ở tự viện đó. Thế cho nên cái giá trị đời sống rất là lớn đối với những người họ phát tâm lành đi vào con đường tu tập và thấy được đạo. Ở đây có một cái từ bản dịch này các vị lưu ý nghe. Mình dịch đó là ra đi vẫn nhớ về quê cũ. Cái câu này ta hiểu bình thường đó là nhớ về cố quận, quê hương nơi ta sinh ra. Nơi có lũy tre làng, nơi có ao bèo, nơi có cây khế, quê hương là chùm khế ngọt. Thưa không phải, quê cũ người tu là nơi ta từng có mặt, nơi đó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nơi đó, nơi ngay đưa tâm thức của các vị, nơi đó là thể niết bàn tịch diệt của mười phương chư Như Lai. Chứ không phải là nơi đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc, cũng không phải luôn. Nơi đó là nơi trú xứ của mười phương ba đời chư Phật. Đó là thể niết bàn, đó là đại bát niết bàn, là quê cũ. Đây là bài thứ nhất. Bài thứ hai: lục tổ đương niên bất trưởng phu, thiến nhân quả bích tự đồ hồ, minh minh hữu kệ ngôn vô vật, khước thọ tha nhân nhất bác du. Câu đầu: lục tổ ngài ấy không có trưởng phu gì cả. Bất trưởng phu nghĩa là gì? Không phải là người chân thật, không phải là người tốt, không phải là kẻ anh hùng, không phải là trang hảo hán, không phải là người quân tử đâu nghe. Tại sao? Tại vì nhờ người viết lên vách tường phía đông một bài kệ rất ư là hồ đồ, tức là rất ư sai lầm, rất ư lừa dối. Minh minh hữu kệ ngôn vô vật, rõ ràng nói được bài kệ như vậy, ngài bảo rằng là vô nhất vật, tâm vô nhất vật. Khước thọ tha nhân nhất bán vua. Thêm một chuyện sai lầm nữa là chứ nhận y bát ngũ tổ để làm tổ thứ sáu. Cho nên người ta đánh giá ông không có trượng phu gì cả, không anh hùng hảo hán gì cả, không có chân thần gì cả. Lừa dối nhau quá đáng nếu bảo rằng vô nhất vật. Tại sao lại có bài kệ vô nhất vật, tại sao lại thọ y bát làm tổ thứ sáu? Đây là cái ngôn ngữ nói ngược của thiền sư nha. Bài này của ngài Tử Tâm Tân, bản dịch của bài này thế này: lục tổ ngày xưa thiếu chân thật, tường đông viết kệ dối gạt nhau, rõ ràng đã bảo không một vật, sao nhận y bát ngũ tổ trao. Và chúng ta có một hàm ý của bài kệ này. Bài này có cái hàm ý thế này, gợi ra để cho các vị có cái nhìn về ngôn ngữ và hành xử của các vị thiền sư nghe. Thứ nhất là kệ ngữ, thứ hai y bát, thứ ba ngữ lục, thứ tư xây già lam tự viện, thứ năm tiếp tăng độ chúng, thứ sáu lưu xá lợi lưu nhục thân. Rất nhiều vấn đề. Và lại bảo rằng là chưa từng có một vật. Không vị thiền sư nào không nói như thế này nghe. Không riêng gì lục tổ, các vị thiền sư cả thời Đường, thời Tống, thời Nguyên, thời Minh cho tới cận đại đều nói như vậy cả. Không có một vật, đến đi không lưu dấu. Thậm chí rằng là bước vào nước không ướt, bước xuống đất không giấy bụi, vân vân những ngôn ngữ đó. Thưa các vị, có khi nói đông nói tây, có khi khi nói trăng nói củi. Nói trăng nói củi là gì? Nó lừa dối gọi là nói trăng nói củi nghe. Tất cả những ngôn ngữ ấy, phương tiện ấy, những việc làm ấy đều chỉ một việc mà thôi.
Việc đó là việc chi? Nó là phản quang tự tánh đó nghe. Các vị nên nhớ điều rằng là ngôn ngữ thiền sư, dù nói trăm vạn điều, dù khai thị ngày nọ qua ngày kia, dù giảng giải kinh văn, dù viết lách, dù làm thinh không nói điều gì, tất cả điều đó đều quy chiếu về một việc, đó là giúp cho chúng ta quay ngược lại để ngộ ra cái bản chất tâm không sinh không diệt của chúng ta. Đây là vấn đề chính nè. Cho nên nói trăng, nói cuội, chỉ đông, chỉ tây, làm mọi việc, viết ngữ lục vân vân, thưa các vị, chỉ một việc mà thôi. Việc này ngộ được thì xong, không ngộ được thì cứ theo cái dòng chảy của sự lừa gạt đó mà trôi xuôi vào biển tử sinh. Thế mới biết rằng đôi khi những vị thiền sư, ông cũng vừa tự bi, cũng vừa hung hãn, cũng vừa là bậc thánh, đôi khi cũng du côn, đôi khi là kẻ giết người luôn nghe. Tại vì ông cảm thấy những con người như vậy để sống vô ích. Nói thế không phải là sát sanh đâu nghe. Và đài đến chỗ tận cùng của sự khổ ải để tự hăng bật lên năng lực giác ngộ, nghiệm ra được cái tâm thể chói sáng để hắn, cho nên gọi là thiền sư có thể là kẻ giết người chứ không phải là cầm dao giết ai. Và có hàm nghĩa rằng là người đó muốn cho chúng ta đừng bám víu, muốn cho chúng ta bỏ đi những cái chấp trước bản ngã. Thưa các vị, một trong những thứ mà rất ư là nặng nề, khó trị và cũng khó gỡ xuống đó là bản ngã của ta, ái nghiệp của ta, phiền não ưu bi, sầu thương, buồn giận vân vân. Thưa các vị, những thứ đó ta tích góp nó nhiều đời, ta thấy nó là ta, ta đồng nhất nó, ta thấy nó là sở hữu vô cùng cần thiết để làm thành cái niềm tự hào của ta. Do vậy cho nên với thiền sư, thưa các vị, ba cái trò vớ vẩn đó đôi khi rất là cần sự mạnh tay, chứ không phải là đơn giản, không có gọi là không có thỏa hiệp, không có thỏa hiệp với phiền não. Đây là hàm ý bài thứ hai, cũng là bài thứ năm. Bài thứ sáu của ngài Thảo Đường Thanh: thất bách tăng trung tuyển nhất chân, bổn lai vô vật tiện tương thân, dạ truyền y bán tàu khê khứ, thiết thụ khai hoa nhị nguyệt xuân. 700 trong 700 tăng tuyển ra được có một người thôi. Có nơi thì bảo rằng cái hội Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 500. Nơi đây thì Thảo Đường Thanh bảo rằng có tới 700 chúng ở trong cái hội Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Bổn lai vô vật tiện tương thân, cái người hiểu được tỏ tường vốn không có một vật, người đó gần với đạo. Dạ truyền y bác tàu khê khứ là ban đêm đó, truyền y bác đi về tàu khê, tức là đi về phương Nam. Thiết thọ khai hoa nhị nguyệt xuân, bấy giờ thì cái gãy sắc trổ hoa giống như là mùa xuân vào tháng 2. Hàm nghĩa rằng mùa đông đã tàn, xuân đã về, trăm hoa đua nở, cây cối vương cành vương nhánh. Và bài này được dịch như thế này: chúng 700 tăng chọn một người, kệ ngôn tương hợp chúng tuyển thôi. Y bán nhận xong đêm đã cạn, thiết thụ hoa khai hương ngát trời. Cái chữ thiết thụ khai hoa này mình để nguyên do vì trong thiền ngữ cái từ này rất nhiều nha. Có hàm nghĩa là cái cây sắc mà nó trổ bông, hay là cây khô nó trổ bông, cây đã chết lâu đời rồi tự nhiên nó bừng ra những đóa hoa sống động khoe sắc. Mình dịch cây sắc trổ bông cũng được, nhưng mà để thiết thụ khai hoa, để cho các vị quen với cái ngôn ngữ văn học thiền. Và bài này có cái hàm ý tặng cho nhau thế này: một câu bản lai vô nhất vật,
Hàm ý bài này thế này. Một câu bản lai vô nhất vật. Câu này của Ngài Lục Tổ Huệ Năng làm bài kệ đối với bài kệ của Thần Tú nghe. Một câu này thôi. Không chỉ đắc tuyển được làm tổ, mà chính xác là câu này là ý nghĩa thâm sâu của Tam Thừa Giáo từ mười phương chư Như Lai để lại. Giáo lý của Đức Phật, Tiểu Thừa, Đại Thừa, Viên Giáo, Đốn Giáo, Thủy Giáo, Đại Thừa, Viên Giáo, Đại Thừa, Đốn Giáo, Đại Thừa, Thủy Giáo, vân vân, thưa các vị. Ý chỉ không ngoài cái chữ bản lai vô nhất vật. Văn học Bát Nhã, Niết Bàn, Hoa Nghiêm cũng không ngoài bốn chữ bản lai vô nhất vật. Thế cho nên, ý của Tam Thừa Giáo cũng là ý của mười phương chư Như Lai trong mười phương cõi nước chuyển pháp luân dạy chúng sinh nghe. Thế cho nên chỉ một câu này các vị đột nhập được thì cuộc đời các vị vượt thoát được bao nhiêu khổ ải giữa trần gian, vượt thoát được tam đồ bát nạn. Một câu này mà chưa thấm được thì cho dù ta có tu bao nhiêu đời, ta vẫn cứ là phàm phu thôi. Đây là điều rất là quan trọng ta nên hiểu, bản lai vô nhất vật. Tuy nhiên, để thấm được bản lai vô nhất vật không phải nói, không phải học thuộc lòng, không phải đọc nhiều kinh văn, không phải có năng lực là luận nghị một cách trôi chảy, hoặc là máng trước cổ năm ba cái học hàm học vị đâu nghe, không phải. Thì các vị bản lai vô nhất vật đòi các vị phải đi vào công trình tu tập. Người xưa có khi mất 10 năm, 20 năm dũa mài tâm, luyện lọc tâm, đi vào công phu quán chiếu tu tập. Cho nên đừng nghe thiên hạ bảo rằng mà họ chứng thiền chứng đạo và chúng ta vội tin. Đừng có bị tà sư ác hữu lừa bịp. Đây là cái điều nên cẩn trọng. Thế rồi chúng ta đi đến bài cuối. Đám xài, mãi quả, hung lý hắn, thiệt bổn lan phiên bất nại hà, tự đạo lai thời nguyên vô khẩu, khứ năng bình địa khởi phong ba. Cái bài này khá là lý thuyết đây. Đám xài nghĩa là chi? Gánh củi, bán than, quả là than nghe. Thôn Lý Hán là một người con trai ở đầu làng, bán củi nơi phố thị, thiệt bổn lan phiên bất nại hà, miệng lưỡi của ông đủ lanh, chứ đâu có đơn thuần đâu. Có cái tên bán buôn nào mà miệng lưỡi không có đâu, nó đều có khả năng ra bán củi chứ, người ta mới mua chứ. Tự đạo lai thời nguyên vô khẩu, lại bảo rằng khi đến thì vốn không có miệng. Thế nhưng mà khứ năng bình địa khởi phong ba, thế nhưng mà khi đi ra khỏi hành tinh này rồi thì đất bằng liền nổi sóng nghe. Đến thì không có miệng để nói. Rồi nơi này ra đi thì bình địa khởi phong ba. Hàm nghĩa gì nữa đây? Xin thưa rằng cái bài này là bài của Ngài Cảnh Sơn Cảo, tức là Ngài Tông Cảo, Đại Huệ Tông Cảo. Bản dịch của bài này thế này. Làm người bán củi qua phố thị, mồm miệng đâu hề thua kém ai, lại bảo xưa giờ vốn không nói, đất bằng nổi sóng một lão này. Và chúng ta có một hàm ý của bài này thế này. Mình viết hàm ý rồi nói chuyện về cái bài này. Cái đoạn hàm ý này mình viết khá dài nghe. Nhưng mà mình làm biến cho nên mình viết ngắn là bỏ bớt đoạn giữa thôi. Miệng lưỡi của thiền tăng đâu chỉ lừa gạt thế nhân, mà còn gây sóng gió trong dạ lan, khuấy động sơn hà đại địa, thậm chí lật đổ luôn cả ngôi trời đế thích,
Có vậy mới dựng được tháp Đa Bảo cúng dường mười phương thường trụ tăng. Hàm ý đó là một câu đố rồi nghe. Thế nào là lừa gạt thế nhân? Thưa các vị, cái đơn giản nhất là cái tâm bất động của các vị, cái bản chất vốn vô nhân vật của các vị là cái tự có đang có mặt bây giờ ở đây. Quay ngược lại nhìn thì tâm các vị vốn trống rỗng. Cái mà các vị tự hào là tôi là ta đó vốn không có thật. Với người trí, người ta chỉ cần quay ngược về nhìn ra thì ngộ ra được bản tâm vô nhân vật rồi. Thế nhưng mà những vị thiền sư già, thưa các vị, lừa gạt đủ trò, bảo rằng là tâm chất chứa phiền não, tâm chất chứa khổ ưu, tâm công là phàm phu, tâm công là rùi nhặng, vân vân. Thưa các vị, phải tu, phải gột, phải tỏa thiền, phải gột rửa, phải loại trừ tất cả những cái chấp trước đang cất chứa trong đây, bỏ từ từ, từ từ. Có khi mất 10 năm, 20 năm, 30 năm, cái cuối cùng làm chi? Cuối cùng ngộ ra rằng cái bản tâm chân thật vốn là cái ta đã từng sử dụng, vốn là cái trước kia 30 năm trước ta chưa từng tu thì nó đã có rồi nghe. Thế không lừa gạt là gì? Cho nên ta dùng cái từ là miệng lưỡi thiền tăng, không chỉ là lừa gạt thế nhân một cách quá đáng, mà còn làm cái chuyện gì nữa? Gây sóng gió trong Già La. Tại sao gây sóng gió trong Già La? Thưa các vị, đối với những sinh hoạt Già Lam theo truyền thống, này tụng tán ê a, này nghi lễ rườm rà, này sinh hoạt lễ hội vân vân, thưa các vị, những chuyện đó mà đụng phải những thiền tăng thứ thiệt thì thưa các vị đều tan như băng tuyết cả. Tại vì với thiền tăng những cái đó là phương tiện pháp, với thiền tăng những cái đó là phương tiện nhiếp chúng độ sinh ở cái tầng rất là ban đầu để người ta đến với đạo, để người ta ngưỡng mộ tâm bảo, để người ta đi vào con đường tu phước thôi nghe. Tu phước tu tuệ đối với thiền tăng, thưa các vị, dường như rất nhẹ, nhưng mà với các ông thì chỉ một việc dắt dẫn người quay ngược về ngộ ra bản tâm vốn là vô nhất vật, là xong việc của thiền tăng. Thế cho nên khuấy động cả Già Lam, làm cho sơn hà đại địa này lai chuyển là như vậy. Thậm chí vua trời Đế Thích cũng lung lai, là do vì với các vị thiền tăng, thưa các vị, không có việc là xin về cõi nào đi hưởng thụ dục lạc. Tuổi thọ 1.000 năm, 1.000.000 năm không giá trị chi đối với bản thể bất động như như, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Ngộ ra bản thể tâm vốn là bổn lai vô nhất vật, là thấy được tự tánh, thấy được pháp thân, vốn chưa từng sinh diệt, cho nên tuổi thọ bằng với hư không giới. Do vậy cho nên với thiền tăng, thưa các vị, Đế Thích chạm tới cũng lung lai ngôi trời là như vậy. Lời dạy các ông, hành xử của các ông, những phương tiện các ông khai thị đều giúp cho tất cả chúng sinh có duyên mang gặp các ông ngộ được pháp thân, tức là thấy được hay là dựng được tháp Đa Bảo của Như Lai. Nơi đó, nơi quá khứ, hiện tại, vị lai tương dung là một, gọi là dựng nên tháp Đa Bảo. Cúng dường thập phương thường trụ tăng là chi? Cúng dường cho mười phương pháp giới chúng sinh. Tại vì pháp giới chúng sinh này, tất cả những con người phàm phu như chúng ta, ngộ ra được chỗ này thì cắt đứt được sinh tử lậu hoặc của ngàn vạn kiếp, ngay một kiếp này, ngay một phút giây này, liền đi vào bản tâm bất động, liền thành tựu được trí tuệ, liền an trú được trong năng lực giác ngộ, an trú được trong năng lực niết bàn, trú được trong niết bàn diệu tâm ngay trong hiện tiền. Thế cho nên thưa các vị, nhìn nó bề ngoài, Ngài Cảnh Sơn Cảo, Ngài nói rằng là đã là một lão hán gánh củi đi chợ bán rau ê a với người ta, mời người mua củi á, thế mà bảo rằng không có miệng lưỡi là sao? Thế nhưng nhìn tổng cùng á thì đúng là từ cái chỗ bất động vô vi ông có mặt lại cảnh giới này, từ chân thân chưa từng sinh, chưa từng diệt, hiện thân ra nơi cõi phàm nhân.
kế thừa sự nghiệp của lịch đại tổ sư, khai triển Đông Sơn Pháp Môn, mở dòng thiền Tào Khê. Cho nên ở chỗ Vô Ngôn, có mặt nơi cảnh giới Ta Bà này, làm công việc của mười phương chư Như Lai giao phó và khơi mở con đường giác ngộ rồi ra đi, thưa các vị, thì đất bằng nỗi sống là như vậy nghe, làm cho cả hành tinh này điên đảo cho tới hôm nay trên 1000 năm, từ thế kỷ thứ 6 tới hôm nay 15 thế kỷ đi ngang qua. Ai chạm tới cửa này, liễu ngộ được pháp này, liền khuấy động sơn hà đại địa, liền quay ngược về, làm cho thân tâm đều tan thành cát bụi để trở về với thể pháp thân Như Lai. Xong 4 bài kể hôm nay. Thế là chúng ta đi vô cái bài này bằng vài cái chủ đề nói cho nhau nghe. Thứ nhất, cố hương của người tu. Có 4 điều mình đi vô cái phần này nói cho nhau nghe. Điều thứ nhất, tâm thức chung của mọi sinh dân trên mặt đại địa này hãy đều nhớ cố hương. Ý thứ hai, chỗ về của các bậc hiền thánh. Ý thứ ba, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi niệm lực này về lại cố hương. Ý thứ tư, đó là thiền nhân họ khéo nghiệm được ngay bây giờ, ngay nơi đây, họ có thể thưởng thức được quê hương của họ. Đây là 4 nét nói cho nhau nghe. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, là tất cả phàm nhân của chúng ta đều giống như nhau. Cái giai đoạn đầu đời mình sinh ra, mình được nuôi dưỡng trong một cái môi trường nào, trưởng thành trong một môi trường nào, thì cái điều đó nó là nỗi ám ảnh một đời người nghe. Ít có người nào có thể cắt mình khỏi cái cuốn rúng cả. Ngày xưa có những nhà văn như Bình Nguyên Lộc, ông có viết cuốn rúng chưa lìa, tôi không biết có vị có đọc không nghe. Khá là hay và cũng khá cảm động. Và hầu như tất cả những bài thơ, bài hát, những câu chuyện người ta nói về cố hương, hoặc người ta nói về những ngày tháng xa xôi, những hồi ức, nó đa phần đều mang đến cho chúng ta một cái loại hương vị làm cho chúng ta dễ ngậm ngùi. Thế cho nên tâm thức chung con người, cái chữ cố hương này nó rất là quan trọng. Về lại nơi quê hương. Và chúng ta hiểu lầm nghe. Hiểu lầm rằng là những bậc thánh đòi về cố hương đó là muốn về lại nơi chôn nhau cắt rúng của họ. Điều này nó cũng có đúng một phần nào với những người mà nặng lòng quê hương. Tại vì chúng ta không dám lãng bàn nhiều, nhưng mà đa phần một số những người họ phát đại tâm Bồ Tát, họ muốn có mặt lại nơi cái vùng quê hương họ sinh ra. Họ mang ánh sáng chánh pháp tặng cho nơi chốn đã từng cư mang họ. Đây là cái niệm Bồ Tát đã không nói. Thế nhưng, với một số người, tâm của họ nó đủ vươn đến chiều cao hơn, thì cố hương họ nó không phải là nơi ao bèo nước động họ đã sinh ra, nơi có cây khế, bụi chuối sao hè. Và nơi hành tinh này tạm gọi là cố hương, họ có mặt trong một giai đoạn rất ngắn của một tuổi tác, của một chuyến lữ hành thôi. Thế rồi nếu mà Bồ Tát phát đại nguyện tam giới làm nhà, thưa các vị, quê hương họ là tất cả những nơi chốn hữu sắc, hữu vi, hữu hình của tất cả hành tinh, có mặt nơi nào có sinh dân cần đến giáo pháp họ liền có mặt nghe. Đây là 2 nét ta nói về tâm thức chung của mọi con người, nhưng mà có cái loại tâm thức riêng là chỗ về của các bậc hiền thánh này, nó khác biệt. Đó là cố hương của họ không phải là nơi chốn mà đã từng trưởng thành, mà cố hương của họ đó là cái nơi về của tâm thể bất động. Đây là điều thứ nhất mình nghiệm ra sự khác biệt của 2 cái giới này. Điều thứ hai, ta nhìn ra điều rằng thưa các vị, cũng là đạo Phật,
Thế nhưng mà tùy có bị rớt vào cái truyền thống tu nghe. Nếu ta rớt vào truyền thống tu, đó là truyền thống của Mật Thừa, thì quê hương của ta, đó là quê hương của những vị sư Mật Thừa. Gần nhất là như vậy. Xa hơn, đó là mình có thể kề cận với các bậc đạo sư, các vị lạc ma. Xa hơn nữa là mình gần gũi với Đại Nhật Như Lai, đó là vị Thế Tôn của truyền thống Mật Thừa tôn kính. Đó là mình nói chuyện Mật Thừa. Và tùy vào cái hướng tâm linh của mình đi về cái hướng nào. Ví dụ như mình đi về hướng Mật Thừa, thì cái đời sống tu tập của mình nó phải có sắc, có màu, có âm thanh, có nở bạc, có những cái kèn đồng rất dài, có mũ, có miệng của các vị lạc ma, có màu sắc đỏ đỏ xanh xanh và rất ư đình đám. Đây là cái dạng tất nhiên của một tâm thức có cái khuynh hướng nhất định về chiều hướng tâm linh. Thế là nếu mình lạc vào đời sống của những người tu tịnh tông, thì cái chuyện tất nhiên là mình ngưỡng vọng về quê hương Di Đà của mình, đó là nơi quê hương mà Đức Di Đà đang đợi chờ. Nơi đó có tràng phan, có bảo cái, có Quan Âm Thế Chí đưa tay vàng để đón tiếp ta về, có Đức Di Đà đang phóng quang, và có Thất Trùng Lan Thuẫn, Thất Trùng La Vẫn, Thất Trùng Hàng Thọ vân vân đang đợi chờ thuyết pháp âm từng đàn dài cho chúng ta nghe. Này Ca Lăng Tần Già, này Cộng Mạng Chi Điểu vân vân. Thế là lỡ mà các vị lạc vào cái thế giới của nhà thiền tu tập, thì quê hương các vị là gì? Quê hương gần nhất là chỉ có một cái bồ đòn, cái tòa cũ thôi, tức là chỉ có cái chỗ ngồi tu thiền thôi nhớ mát. Có cần tượng Phật không? Không. Có cần chùa cao Phật lớn không? Không. Có cần một tập thể tăng già đánh phèn la não vàng để đón tiếp ta không? Không. Có cần đài sen trang nghiêm ngự tọa sắc vàng rực? Cũng không luôn. Có cần ngồi chễm chệ trên ghế có rồng có phượng chạm khắc để tôn vinh vị đạo sư không? Cũng không. Ngồi dưới đất tu được à? Thế thì phương pháp hành trì có cần cầm sâu chuỗi bằng ngọc pha lê lóng lánh hoặc là bằng cái món chi mà rất quý đó để cầm khoe với thiên hạ, hoặc đeo một sâu chuỗi dài 108 hạt dài tới ngang bụng không? Cũng không. Đời sống một thiền tăng lạc vào cánh cửa này, tự nhiên các vị rớt hết những cái thứ rườm rà theo như các truyền thống người ta đã bày đặt. Chỉ còn lại đơn thuần là một cái mặn mộc này thôi. Và đối tượng và phương tiện hành trì nó không có cái sâu chuỗi, không có tràng hạt, không có tượng Phật, chẳng cần cái gì cả. Tại vì nếu theo thiền niệm xứ thì các vị đã có khả năng là nhìn hơi thở vào ra, từng hơi thở vào ra đủ để ta nhiếp niệm. Nhìn đường này này, đứng đi ngồi nằm đủ ta nhiếp niệm. Nhìn vào từng buồn vui đang sinh đang diệt trong ta đủ để ta làm đối tượng để làm cho tâm ta rực sáng cái năng lực giác ngộ. Nhìn dòng ý thức cuồn cuộn đi ngang đủ để làm cho cái lực giác ngộ của các vị, năng lực chánh niệm của các vị chiếu sáng cả đất trời rồi. Thế cho nên chỗ về các bậc hiền thánh, tùy vào năng lực tâm thức, tùy vào ý nguyện, tùy vào xu hướng của sự tu tập mà chúng ta có những chỗ quy hướng về nhất định khác biệt nha. Tuy nhiên, chỗ về cuối cùng, chỗ về phương tiện và chỗ về cứu cánh. Phương tiện là gì? Khác biệt về hình thức, khác biệt về cánh diễn đạt của các truyền thống tu, nó không phải là giống nhau. Cảnh Di Đà nó khác biệt với cảnh giới của Đức Đại Nhật Như Lai và cảnh giới các vị thiền sư tu chứng, thưa các vị, nó trống lộng không có gì hết. Thế nhưng mà tất cả những cái loại phương tiện có hình sắc, có âm thanh, có vật thể đều quy vào cái trống rỗng lặng lẽ vĩnh tịch an nhiên. Thế cho nên cảnh trí của Mật Thừa, cảnh trí của Thiền Tông vân vân đều quy chiếu về cứu cánh, đó là cái rỗng lặng tịch nhiên của Niết Bàn tịch diệt. Thế cho nên tột cùng cái chỗ quy chiếu, tột cùng chỗ về đó là cái chỗ về của Pháp Thân Như Lai bất động nghe. Chỗ về của
pháp thân, không sinh không diệt. Rồi mình đi đến cái tầng này, các vị nghiệm ra ngay, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi niệm lự này, chúng ta quy chiếu, chúng ta không cần phải hướng vào phương trời nào cả. Ví dụ, hình hài này thì có sắc, có hình, cân đông đo đếm được. Buồn vui này, nó có cái lợi cận nhất định, các vị có thể nhìn ra được. Nó có một cái chân đặt nơi nền tảng của hình hài sinh lý này, cho nên khi buồn vui có mặt, thân ta tự nhiên chịu tác động nhất định của buồn vui này. Buồn vui này, nó có mặt, nó làm sao trộn sáo động tâm thức của ta, cho nên nó có một cái dạng lợn cợn nhất định như khói sương mập mờ nhạt ở trên không gian vậy. Thế rồi đạt đến cái tầng sâu hơn, buồn vui, hờn nhẫn, bất an là cái tầng nghĩ suy. Thế thưa các vị, đành rằng nó không có làm mờ nhạt hư không, thế nhưng mà nó vẫn là một lớp bụi bay hơi mờ mờ thôi, nhưng mà tìm không thấy dấu. Trạng thái cuối cùng là trạng thái không buồn vui, không nghĩ suy, chỉ là tịch lặng rỗng rang, mặc niệm trạng thái đó, trống rỗng như không, không có bụi mà không có mây bay, không có một cái thứ gì trong đó, càng không có hành tinh, không có thứ chi cả. Thì trạng thái đó là trạng thái quy chiếu tột cùng của tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi từ sơn hà đại địa, cho tới cỏ cây, cho tới thú rừng, cho tới mây, cho tới hạt bụi, vân vân, đều là pháp hữu vi. Pháp vô vi là hư không. Cũng như vậy, quay ngược vào tâm của các vị, vào thân các vị, thân này là pháp hữu vi, buồn vui này là pháp hữu vi, lâu phiền muộn là pháp hữu vi, nghĩ suy này tuy không bắt được nó, không chụp hình được nó không có chân nào ở trong sắc thọ tưởng hành cả, mà nó là thức tâm thôi, thế nhưng nó vẫn là pháp hữu vi, vẫn là dòng nghiệp thức để dắt dẫn các vị sinh về những cảnh giới khác biệt. Thế nhưng tất cả cái này nó đều không thật có, đều đến và đi, đều sinh và diệt, đều mất và còn. Nhưng mà cái pháp vô vi là trạng thái hư không rỗng lặng như hư không, trạng thái hư không rỗng lặng tâm tịch nhiên của các vị gọi là pháp vô vi, thì nó vốn là làm nền để pháp hữu vi sinh, làm nền cho tất cả nghĩ suy, buồn vui, hờn nhẫn, bất an, hình hài này có mặt. Nhưng mà nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên. Và cái cuối cùng hỏi nhau nó là ngay nơi thân tâm này nó đang ở đâu vậy? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, khi thân này đi đứng nói, co duỗi dở chân bước đạp, thì cái tâm quan sát của các vị nó thấy rõ là thân này đang động thái, đang vận hành. Ngay nơi thân này, những cái mờ nhạt bên trong như buồn vui, đến đi sinh diệt mất còn, nó đều quan sát được. Mà cái tâm quan sát ở đâu? Không thấy, không biết. Nó không ở trong thân, không ở ngoài thân. Thế là khi suy nghĩ các vị vừa chợt có mặt, nó liền nhận ra, nó ở đâu vậy? Ngay nơi cái chỗ suy nghĩ liền bật sáng, cho nên ngay nơi thân tâm này, ngay nơi niệm lự này, ngay nơi nghĩ suy này, ngay nơi buồn vui này, có cái pháp vô vi bất động. Thế cho nên Bậc Hiền Thánh về lại cố hương không có hàm nghĩa rằng về đông về tây nơi nào trên mặt đầy đĩa này, mà về lại cố hương là ngay nơi thân tâm này. Về lại cố hương là ngay nơi thân tâm này, về lại trạng thái tịch diệt hiện tiền đang có mặt, đang điều động hình hài này, đang làm cái nền tảng để cho buồn vui này sinh và diệt, đến và đi, làm nền tảng để cho mọi nghĩ suy này tuần tuộn đi ngang qua. Và cuối cùng nghiệm ra điều này là một thiền nhân chân chính nha, là người có thực tập nhất định mới có khả năng trạch pháp được, mới có khả năng nghiệm được điều này. Còn dân lơm cơm lờ mờ học Phật ba mớ, hoặc là cái niệm lự tu hành nó chưa đạt đến cái chiều kích đam mê tu nhất định, thì thưa các vị, cái cửa này đứng mà trông thôi chứ còn không thể bước vô được. Mà nếu có lỡ bước vô cũng không dám, tức là vẫn bước ra thôi, tại vì thấy nó trống rỗng, không có cái gì cả. Người ta vốn là một sinh nhân hữu vi, một sinh nhân mang tất cả cái có chứ không hề đạt đến cái không bao giờ. Thế cho nên
Từ những điều này ta mới nghiệm ra điều rằng là bản lai vô nhất vật là cánh cửa để các vị đi vô cái cửa ngõ này. Nếu chưa thấu ngộ bản lai vốn không có vật chi, thì đừng có mơ đến cái chuyện bước vào cánh cửa về lại cố hương. Đây là vấn đề thứ nhất mình nói cho nhau nghe. Cái vấn đề thứ hai mình nói cho nhau nghe đó là từ một câu bản lai vô nhất vật. Nó làm thành cái tác dụng là chiếu sáng cả 3.000 thế giới nha. Đầu tiên, cái người xây nên nền tảng này đó là Lục Tổ Huệ Năng. Và đương thời với Lục Tổ Huệ Năng có một người cũng xây nên cái nền tảng này giúp cho cái dòng thiền này nó lớn mạnh, đó là Ngài Quyền Giác. Ngài có một câu là Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Trải dài cho tới thời Tống, thời này thời Đường á, thời Tống thì có Ngài Huệ Khai, có Ngài Triệu Châu, hai vị này khai sáng thêm cái câu bản lai vô nhất vật từ công án của con chó không có Phật tính, hoặc là công án không của Triệu Châu, vân vân. Thưa các vị, nó làm thành sự chấn động trong Già Lam và nó giúp cho thiền tăng bước vào cánh cửa bản lai vô nhất vật này rất ư là giản dị. Đầu tiên, các vị thăm dò vào cái câu bản lai vô nhất vật cái đã, rồi ta mới nói đến cái chuyện chiều dài của nó sinh khởi. Cái câu này tóm ý bài kệ Lục Tổ Huệ Năng nghe. Ngài có một câu là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhã Trần Ai. Đối kháng với cái câu kệ thần tú là chi? Thân thì Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài, thời thời cần phất thức, Phật sự nhá trần ai. Dịch ra tiếng Việt là thế này: thân là cây bồ đề, tâm như đài hương sáng, mỗi giờ cần phải lau chùi, đừng để nó dính bụi bặm. Nó là dịch một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là như vậy. Mình đọc ngang câu này nghe rất là hay. Ví dụ như Ngài Thần Tú, Ngài mượn hình ảnh của cây bồ đề là một, tấm gương sáng treo trên đài cao là hai, để ví với thân và tâm của người tu tập. Thân hiên ngang sừng sững, vững vàng như cậu bồ đề. Tâm rực rỡ sáng như đài gương đang treo, mọi cảnh vật đều hiện ra trong đó. Thế nhưng hai câu này làm cho Ngài Huệ Năng nhà ta bật sáng được cái năng lực ngộ đạo của ông, đó là thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Tức là mỗi thời khác đều phải lau chùi, đừng để cho bụi bặm nó bám vào. Hai câu này trên cái nền tảng của hình danh sắc tướng, trên cái nền tảng pháp hữu vi tu tập thì thưa các vị vô cùng chuẩn, cũng rất là chính xác. Hay nói cách khác là với tâm thức của chúng ta, tâm nó luôn dính với cảnh. Mỗi lần nhìn, mỗi lần nghe, mỗi lần xúc chạm đến tất cả cảnh trí thì tâm ta liền bị cảnh dắt dẫn, cho nên rất cần cái việc đó là luôn lau chùi, luôn hộ trì, luôn quan sát, luôn kiểm soát và luôn trấn ngự cái tâm thức lang thang ngược xuôi. Thế nhưng với Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài nhìn ngược lại, Ngài nghĩ rằng là này mắt tai mũi lưỡi, này xanh vàng đỏ trắng, này âm thanh đẹp cùng xấu vân vân, tất cả điều đó nó đang diễn bài trước mắt ta, không có gì quan trọng cả. Chỉ cần làm một việc, chú nơi trạng thái tâm quan sát mọi thứ, và tâm luôn quan sát mọi thứ nó như dòng chảy nước đang đi ngang qua, nó sinh nó diệt, thì mặt đó không dính gì với ta cả. Hay nói cái khác là thế này, luôn làm người quan sát mọi hiện tượng đánh đi sinh diệt là chuyện ngoài hiện tượng. Mọi xúc cảm buồn vui chạy tới dễ lui là chuyện cái xúc cảm. Mọi ý nghĩ đang xuôi đang ngược vận hành là chuyện ý nghĩ. Nhưng cái tâm quan sát nó vốn là tĩnh lặng, rỗng sáng,
không dính chi với phiền não, không dính chi với phiền giận ghét thương, không dính chi với những lo âu sầu muộn, không dính chi với ký ức buồn vui sầu tủi của quá khứ, cũng chẳng dính chi với chuyện lo lắng tương lai. Trạng thái tâm ấy, nó đang sừng sững hiện tiền hiên ngang rộng sáng tịch lặng và bất động ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó đơn thuần chỉ là thể tâm chiếu sáng mà không dính chi với tất cả những thứ đi ngang về phía trước nó cả. Nhận ra điều này, nhận ra rằng cái bản tâm của ta xưa giờ nó không hề dính buồn vui hờn giận, tại nó là cái năng lực thấy buồn vui hờn giận. Nhận ra bản tâm của ta xưa giờ nó không hề dính gì với những ý nghĩ ngược xuôi cả, tại nó thấy ý nghĩ đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Bản chất của nó không phải là ý nghĩ, bản chất của nó là ánh sáng chiếu sáng ý nghĩ, và tự thân đó chưa hề dính phiền não, không dính khổ đau, không dính sinh diệt. Thế cho nên ngộ ra chỗ này từ cái nền tảng của Ngài Thần Tú Ngài gợi, để cho Ngài nghiệm ra được rằng xưa giờ nó không có dính chi cả, gọi là bản lai vô nhất vật. Khi ngộ được điều này, Ngài xây thành một cái nền tảng thiền đốn ngộ Tàu Khê nha. Và ta đọc suốt cả quyển Pháp Bảo Đàn, ngay câu đầu đã nói được điều này rồi. Ngay câu đầu khi được cung thỉnh lên để giảng pháp, Ngài nói câu là Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Câu này như câu kinh Bát Nhã bao hàm luôn cả một quyển Pháp Bảo Đàn á. Không chỉ bao hàm luôn quyển Pháp Bảo Đàn, bao hàm luôn cả một cái truyền thống thiền đốn ngộ trải mãi về phương Đông, cho đến những công án của các vị thiền sư thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, thưa các vị, cho tới cận đại đều không lọt ra ngoài cái dòng kim câu nguyện của Ngài Độc Tổ Huệ Năng. Ngài thuyết cái câu này, thế là giải thích câu này thế này: Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Nghĩa là cái tánh giác ngộ đó, cái năng lực Phật đang chiếu sáng đó, nó vốn là bản chất thiệt của anh, nó vốn là thanh tịnh, xưa giờ chưa từng bị ô uế, chưa từng bị nhiễm bẩn, chưa từng bị phiền não khổ đau nhẫn chìm, chưa từng bị mòn, chưa từng bị mất, vốn là không sinh không diệt. Chỉ cần anh quay ngược về nghiệm nó được nữa, thấy được nữa, sống với nó, thì liền tức khắc thành Phật ngay, thành một vị Như Lai Thế Tôn nghe. Bản chất giác ngộ vốn thanh tịnh lâu nay chưa từng sinh diệt, chỉ cần dùng được cái tâm đó thì ngay bây giờ anh liền thành Phật. Ngay câu đầu chưa nói trăng nói củi gì cả, không nói đông nói tây gì cả, không có chào thính chúng, không có hỏi thăm các vị gia sự bình an hay không, các vị từ nơi nào tới. Lên pháp tòa là nói một câu từ gan ruột của Ngài chứng nghiệm như thế này, nói ra ngay câu đầu tiên của Pháp Bảo Đàn khi thuyết pháp. Thế thì các vị hình dung rằng là Lục Tổ Huệ Năng xây cái đền Tào Khê từ cái đâu vậy? Thưa các vị, từ bản lai vô nhất vật nghe. Thế cho nên nếu thiền tăng hay là nếu người tu chúng ta mà không có nghiệm được bản lai vô nhân vật thì chưa thể bước vào cánh cửa tu tập. Các vị còn mang kè kè bao nhiêu thứ rườm rà của tôi, của ta, gia đình của tôi, bố mẹ của tôi, người thân của tôi, văn hóa của tôi, niềm tự hào của tôi, vân vân. Thưa các vị, ôm những cái thứ nặng nề kè kè như vậy thì đời nào các vị có thể bước vào nghiệm ra được Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh được, không thể bước vào cánh cửa bản lai vô nhất vật được. Thế thì đừng mơ đến cái chuyện bỏ phiền não khổ đau, đừng mơ đến cái chuyện là tới giây phút cận tử các vị xả ly hình hài tứ đại này để thể nhập vào trí bát nhã nghe. Chỉ có một việc đó là tạo phước điền sinh thiên giới, chỉ có một việc đó là niệm Phật cầm chừng để sinh về cảnh giới Đức A Di Đà thôi. Ngoài ra không thể tơ tưởng gì đến chuyện đi vào cánh cửa tu tập thiền mất công. Đây là điều thứ nhất, nói cho nhau nghe.
cái nền tảng căn bản là Tổ Tào Khê xây dựng cả một dòng chảy thiền đống ngộ trên cái câu Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật này. Câu này không phải yếu chỉ thiền Tào Khê không, mà còn là yếu chỉ của văn học Phật giáo Đại Thừa, của Kinh Bát Nhã, của Pháp Hoa Niết Bàn luôn. Thế cho nên, Ngài không ngại ngần chi bảo môn đồ đệ tử rằng những điều ta dạy tập kết lại ghi là Kinh Pháp Bảo Đàn. Năm đàn quyển đó chỉ là ngữ lục mà thôi. Thế nhưng mà Ngài bảo rằng nói Kinh chứ không phải là ngữ lục. Làm thành cái nền tảng đủ để vững vàng cho tới mười mấy thế kỷ vẫn còn là một tác phẩm chưa có tác phẩm thiền nào thể sánh vai đánh đổi được. Bao nhiêu ngữ lục của thiền từ thời Đường qua thời Tống, các bộ truyền đăng dày 100 quyển, 200 quyển vân vân đều sinh ra từ cái nền của Pháp Bảo Đàn là như vậy. Thứ hai, Huyền Giác Đại Sư đương thời Lục Tổ, nhưng mà đệ tử ông có một câu là Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu Nhất Thiết Thánh Hiền Như Điện Phật. Cái đoạn này hay lắm nghe. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân diệt vô Phật. Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu Nhất Thiết Thánh Hiền Như Điện Phật. Từ cái nền tảng của Pháp Bảo Đàn Bản La Nhu Vô Nhất Phật, người ta bước rộng ra hơn thì cái chuyện sẽ đạt đến là cái thấy như vậy thôi à. Đại Thiên Sa Giới Hải Trung Âu Nhất Thiết Thánh Hiền Như Điện Phật. Đại Thiên Sa Giới là chi? Hằng xa thế giới, như dãy thiên hà, triệu triệu hành tinh, vân vân. Thưa các vị, chỉ là những hòn bọt nổi lên mặt biển, nổi và vỡ rất nhẹ nhàng. Còn biển là chi? Biển là pháp tánh Như Lai, pháp thân Như Lai, thể bất động của Như Lai, thể vô sinh bất diệt của Như Lai. Cho nên đứng trong thể tánh vô nhất vật mà nhìn thì mọi thứ nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó mất nó còn, vân vân. Thưa các vị, nó đều là chi? Đều mộng mị, đều không đáng bận tâm. Nói như vậy không hàm nghĩa rằng là mình thấy được đạo, mình có tu tập rồi cái tự nhiên mình vô cảm, không có những xúc động buồn vui, không có những cái đồng cảm với người, nghe không phải. Ta có một phần tâm thức bình thường như bao nhiêu con người vẫn đồng cảm với những nỗi niềm của thiên hạ sự. Thế nhưng mà bên cái phần sau của tâm thức đồng cảm đó là một mãn tâm tịch lặng, vô ngôn, vô vi, bất động, vô sinh. Cần thì quay về trú trong quê hương đó, còn không cần thì cứ ở trên cái bề mặt để đồng cảm với thiên hạ. Thế cho nên thưa các vị, với thiền sư, khi đạt đến cái thấy bản lai vô nhất Phật rồi, Ngài đạt đến cái thấy là mười phương xa giới như hằng ngà xa thiên hà vũ trụ này như chiếc bọt nổi mặt biển thôi. Và tất cả các bậc hiền thánh đến và đi như ánh chớp, rất nhanh biến mất vào hư vô, rất dễ dàng. Thế thì nghiệm ra điều này, các vị thấy một sinh mạng của con người trăm năm không nghĩ gì đâu nghe. Cái chuyện thành bại dở hay của đời người phù du rất ngắn. Cái chuyện hơn kém nhau một đời sống này không có gì đáng bận tâm. Cái chuyện sĩ diện, cái chuyện đó là cái chuyện tào lao nhất, không có chuyện hơn thua gì nữa đây cả. Lịch sử của một nhân loại có khi nó đến nó đi như hư vô, không có nghĩa gì đâu, huống nữa là lịch sử một con người. Cho nên với cái nhìn của thiền tăng đạt đến cái thấy này, thưa các vị, lòng họ rỗng rang, thênh thang và bát ngát là như vậy. Cuối cùng, đây là cánh cửa phương tiện. Thưa các vị, có những điều rất là tức cười của các vị thiền sư, các ngài khai thị pháp môn để cho người ta đi vô sự tu tập. Trước khi nói đến Triệu Châu, nói đến một vị thiền sư, không nhớ là ai nghe, tới hỏi, bạch thầy, con chó có Phật tánh không? Nó nói không.
Và Vĩ Tăng hỏi thêm, Ngài không trả lời, Ngài nói là ngươi hãy về tham vấn cái câu công án của ta. Tới Ngài Quỷ Khai thì Ngài lại có một cái bài kệ của Vô Môn Quang. 49 công án hay là 42 công án gì mà không nhớ của Vô Môn Quang, Ngài Quỷ Khai, thiền sư thời Tống, Ngài khai triển nha. Bài kệ mở đầu của những công án đó là Ngài làm chữ vô, tức là một câu năm chữ đều là chữ vô, năm câu vậy, 20 chữ vô, gọi là bài kệ khai thị đầu tiên của cái quyển Vô Môn Quang, là công án thiền thời Tống. Thưa đại chúng rằng là đọc vô thì thấy rất thường, vô, một câu, và năm câu như vậy thành bài kệ kệ thiền nổi tiếng trong thế giới Già Lam. Ngài muốn nói điều gì nơi đây? Sinh ra từ bản lai vô nhất vật thôi chứ không có chi lạ. Từ công án chư vô, Ngài Huệ Khai trở ngược về công án con chó không có Phật tánh của Triệu Châu. Và chúng ta hiểu ra một điều rằng là cái cánh cửa để các vị đi vô tâm thức bản lai vô nhất vật của các vị không có gì bằng. Dùng một chữ vô phá vỡ hết mọi chấp trước có của các vị. Chữ vô ban đầu chúng ta có thể xây dựng nó bằng những tiến trình như thế này. Ví dụ, mình đang cưu mang một nỗi buồn. Đây là cái mẫu số chung của tất cả tâm thức chúng ta nghe. Chúng ta đều cưu mang một cái nỗi niềm trần lụy giống như nhau. Cái chữ nỗi niềm trần lụy này nó bao hàm này buồn này vui này hờn này giận này lo lắng này bất an này ưu tư này sầu thảm. Này yêu thương, này nhớ nhung, này hồi ức, này tưởng tượng, này lo toan, vân vân. Thưa các vị, ta gọi chung đó là cái nỗi niềm trần lụy của tất cả sinh dân trên mặt đại địa này, ai cũng có cả. Nó là chi? Nó là sở hữu của ta, nó là bản ngã của ta, nó là niềm tự hào của ta. Đầu tiên, tất cả mọi con người chúng ta đều cưu mang một cái nỗi niềm trần lụy. Nó đầy cả lòng ta, không có cái quãng không nào để chúng ta thở nữa là khác. Thế là nếu bất cứ một cái nỗi niềm trần lụy nào trong tâm thức các vị nó vừa khởi thì các vị hãy nhìn đó. Điều thứ nhất. Cái từ chúng ta dùng ra đây là nhìn nó như bản chất của nó. Đừng thêm gì cả. Nó có mặt ta chỉ cần nhìn nó. Đây là nỗi buồn, đây là nỗi lo, đây là sự sầu khổ, đây là nỗi bất an, đây là nỗi trầm cảm vân vân. Ta hãy quan sát nó như bản thân của nó đang trình hiện trước mắt ta. Cái thứ gì trước mắt ta, ta nhìn nó nguyên như vậy, đừng có thêm sắc màu. Đừng có thêm ý nghĩ, đừng có gia cố thêm những nỗi buồn niềm vui của ta. Đừng gia cố thêm những suy tư của ta đi vô, phân tích của ta đi vô, toan tính ta đi vô. Gọi là nhìn tất cả mọi nỗi niềm trần lụy này như bản chất của nó trình hiện trước mắt ta. Đây là cái thứ nhất. Khi nhìn được nó rồi, các vị dần dần chiêm nghiệm rằng dường như nó không có gì ghê gớm cả. Nó như vậy thôi. Nỗi buồn ư? Nó như vậy thôi, không thêm nữa. Rồi nếu nó thêm nữa thì nó cũng như vậy thôi, nó không làm gì khác hơn nữa cả. Và sở dĩ người ta tự giận, sở dĩ người ta chán đời là do vì người ta thêm vào nó quá nhiều thứ. Còn nếu bản chất của nó như vậy, nhìn như vậy thì chắc chắn rằng là không có giọt nước mắt nào chảy ra từ nơi nỗi buồn đến với các vị. Nó đơn thuần chỉ là nỗi buồn thôi. Đơn thuồn chỉ là nỗi lo âu phiền muộn thôi thì mắc mớ gì đâu mà chúng ta phải lo lắng bất an sợ hãi về nó. Đầu tiên nhìn nó như bản chất của nó trình hiện. Thứ hai. Thưa đại chúng rằng là mọi hiện tượng tâm thức các vị, mọi hiện tượng xúc cảm các vị, nó đều tuân theo một quy luật nhất định là nó luôn diễn biến. Và nó mất đi nghe. Cái điều tội nghiệp chúng ta là khi nó diễn biến mình lại gia cố, mình lại bỏ vào những cái trạng thái buồn giận, bất an, ưu tư, sầu thảm ấy. Những cái nghĩ suy của mình, toan tính của mình, sợ hãi của mình, bất an của mình, cho nên
diễn biến của nó làm tăng trọng thêm nỗi buồn, nó diễn biến nó làm thành nặng nề, làm thành sầu thảm hơn, bất an hơn, khổ não hơn. Trong khi đó, có cái nền tảng ban đầu nhìn nó như bản chất của nó trình hiện, thì cái diễn biến của nó, đó là nó theo với chu kỳ tóp nhỏ dần, biến mất dần và ra đi khỏi tâm thức ta. Cho nên điều thứ hai là tự nó diễn biến và đi vào hư vô, tịch lặng. Bước thứ ba, các vị nghiệm ra. Thưa đại chúng rằng cái trạng thái trống rỗng này nó rất dễ đến và nó đến ở lại rất lâu. Khi cái nỗi buồn các vị ra đi rồi, cái trạng thái của tâm trống rỗng, nó là quẩn vắng, nó là quẩn trống, nó là trạng thái tâm tịch lặng. Có điều ta vụng về, cho nên khi gặp cái tình trạng này, chúng ta rất là hoảng loạn, chúng ta rất là sợ hãi, cho nên ta vội vàng làm một việc rất là vụng về như lâu nay nó từng làm, đó là mời những cái trạng thái của ưu tư, phiền não, bất an, lo âu hoặc hoảng loạn chạy về, lấp đầy cái khoảng trống nó vừa sinh khởi sau khi nỗi buồn ra đi. Thưa đại chúng, hiện tượng tâm thức các vị nó như hiện tượng thiên nhiên nha. Các vị để ý rằng là sau những ngày tháng mưa gió bão bùng, trời âm u, thì có một quãng lặng của trời đất thanh bình, trong sáng, tĩnh lặng, giống như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Cái này nó là nguyên tắc của vũ trụ vạn hữu, cũng là nguyên tắc của tâm thức. Thế cho nên khi các vị làm được việc là đầu tiên quan sát nó như bản chất của nó đang đến với các vị và tỉnh tại nhìn nó để nó tự diễn biến và mất đi, rồi bây giờ các vị nghiệm ra cái trống rỗng của tâm thức các vị, lúc bây giờ các vị thể nghiệm được bản lai vô nhất vật trong một tích tắc thôi. Tại sao mình nói thể nghiệm trong tích tắc? Cái khoảng trống của tâm khi buồn vui hằn giận bất an nó ra đi rồi thì cái trạng thái đó nó tự đến với các vị một cách tự nhiên. Thế nhưng mà lúc bây giờ nếu ta là một người có tu tập thì ta liền làm một việc trú trong trạng thái trống rỗng ấy, nhận biết tâm ta đang trống rỗng như vậy, thì các vị dùng năng lượng tâm chánh niệm chiếu sáng khoảng không này thì nghiệm ra bản lai vô nhất vật một cách rất ư là dễ dàng và đơn giản. Nghiệm ra điều này rồi, căn duyên đủ sâu rồi, ta sẽ ồ lên một tiếng giống như lục tổ huệ năng. Ồ, hóa ra xưa giờ phiền não khổ đau nó đến nó đi, nó dính chi ta đâu. Ta vốn là thể tâm vắng lặng tịch nhiên, bất động vô vi, trống rỗng mà. Ta sẽ nghiệm ra rằng cái thể tâm này chưa hề bị mất đi lúc buồn vui hờn giận bất an xâm nhiễu. Thể tâm này chưa cần bị ô uế, bị vẩn đục. Thể tâm này luôn có mặt, chưa từng sinh, chưa từng diệt bao giờ. Thế thì bây giờ các vị nghiệm ra được bản lai vô nhất vật và các vị sẽ mỉm cười, vì kỳ thực rằng là tu dụng công bao nhiêu năm tháng chỉ để nghiệm ra được chỗ này, chứ không phải là cái chỗ gì xa lạ cả. Đây là ba bước ta nói về từ vô nhất niệm chiếu sáng hằng xa cõi nước ngay nhân gian này. Nghiệm ra được điều này rồi, các vị làm cho thân tâm mình chiếu sáng, các vị làm cho đời tu mình bớt đi nỗi nhọc nhằn, các vị làm cho đời sống mình tự nhiên rớt xuống hết phiền não mà không có cần phải làm gì nhiều nhặn hơn, cực khổ nữa cả. Cuối cùng, mình có một cái kết nơi đây ngay. Mình có ba ý nơi đây để kết lại bài học hôm nay. Câu đầu, kiến tánh ngộ đạo là con đường ngắn nhất, trực tiếp và hiện tiền nhất, có mặt ngay bây giờ và ở đây. Thế nhưng triệu triệu người vừa đến cửa đều quay lui không dám bước vào. Tại sao? Câu thứ hai, ta không có thì giờ. Câu thứ ba, khi thấy pháp không thì cơ may đang mở ra cho bạn. Thế rồi mình giải thích câu này để cho các vị nghiệm nghe. Thưa đại chúng rằng là ta nghe cái từ kiến tánh, ngộ đạo tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà thưa các vị đây là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất,
dễ dàng đi vô nhất, có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nó hàm nghĩa rằng có mặt ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi buồn vui hờn giận của các vị, ngay nơi lo âu phiền muộn của các vị, ngay nơi nghĩ suy của các vị. Chỉ cần làm một việc, lúc buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn, lúc nghĩ suy bời bời, lúc lo lắng bất an, các vị chỉ cần quay ngược về, các vị nhìn, đây là nỗi bất an của tôi, đây là nỗi buồn giận của tôi, đây là nỗi lo âu của tôi, thì biết ra cái con người đang nhìn được những điều đó đích thực là tánh không sinh công việc của các vị, tâm Phật của các vị, tuệ giác của các vị, năng lực tuệ tri của các vị. Nghiệm ra điều này, vững tin với điều này thì các vị sống hiên ngang giữa cuộc đời này, không có sợ bất cứ ai trêu chọc, càng không sợ phiền não khổ ưu nhận chìm mình, không sợ ai thao túng được mình. Nếu thiền tăng nắm được chỗ này thì đi vào cửa để tu tập rất dễ, còn không thì ta chỉ là một cái bung sung giữa cuộc đời thôi. Người ta có quyền thao túng, người ta có quyền dắt mũi, người ta có quyền làm cho mình buồn giận ghét thương, người ta có quyền nhận chìm đời mình trong bất cứ hành động, cử chỉ, nói năng nào. Ai cũng có quyền tác động vào ta để thao túng đời sống ta, để làm tình, làm đội ta nghe. Còn nếu các vị thấy được đạo rồi thì không có một con người nào, không có một ma vương quỷ thần nào, chư thiên nào đụng được các vị. Thế nhưng cái tội nghiệp chúng ta là chi? Vừa đến cửa rất hoảng loạn, lui về không dám bước vô là sao? Tại vì vùng này vùng trống rỗng, vùng này là cửa không. Ta quen với cái có, ta đồng nhất ta và cái có, được tích trữ lâu nay, được cất chứa lâu nay, được lưu trữ lâu nay từ hàng sa kiếp. Ta thấy ta là nghĩ suy, ta là buồn vui, ta là tâm thức này, ta là dòng nghiệp thức này. Cho nên thưa các vị, tu thì cứ tu, nhưng mà tôi phải đối nghiệp vãng sinh thôi, tôi phải mang cái nghiệp này, tôi sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Trong khi thưa các vị, nghiệp các vị chẳng qua nó sinh ra trên cái nền ý thức. Và nếu các vị có thể dùng năng lực tuệ tri nhìn được, đây là ý thức của tôi, nghiệp thức của tôi, nghĩa suy của tôi, trầm tư của tôi, vân vân, thưa các vị, tất cả cái đó nó đều là đối tượng đang bị quan sát. Mà cái tâm quan sát đích thực là ánh sáng của Như Lai, đích thực là tâm Phật bất động. Các vị trú được trong trạng thái này rồi thì mới có cơ may đoạn trừ được nghiệp. Và cái năng lượng giác ngộ này, cái tuệ giác này, năng lực thấy tánh này, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay nơi thân tâm này, chứ nó có trốn đi đâu. Thế nhưng mà ta lại không dám chạm tay, ta đã từng gặp mặt, ta đã từng trú trong trạng thái đó, ta đã từng sống với nó trong triệu triệu kiếp luân hồi rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi nghe đến đến cái trạng thái trống rỗng thì ta hoảng loạn bất an, ta sợ sợ, ta lui về cái có, không dám nhận mình là cái thể không bất động của tâm. Đây là cái chuyện mỗi người nghiệm lấy nghe. Thứ hai, ta không có thì giờ là chi? Thưa các vị, ngay cái thì giờ một kiếp tử sinh này, các vị cũng không có nhiều thì giờ đâu nghe. Thứ hai, với người thấy được đạo rồi không có thì giờ, hàm nghĩa rằng thì giờ của họ là thì giờ sống được với trạng thái tâm này. Không có chuyện dành thì giờ cho cái chuyện vớ va vớ vẩn. Không có chuyện dành thì giờ cho cái chuyện buồn giận ghét thương. Không có chuyện dư thì giờ đâu để mà thương vai khóc mướn thiên hạ sự. Không có thì giờ đâu mà tham dự vào chuyện thị phi nhân thế. Người không thấy đạo thì không có thì giờ để sống. Họ cứ miệt mài với tâm sinh tử họ để đợi cái chết đến. Người thấy đạo rồi thì không có thì giờ để sống với tâm sinh diệt. Thì giờ họ là thì giờ dân hiến trọn vẹn cho cái thể bất động ngay hiện tiền của tâm bất sinh diệt. Họ trọn vẹn sống với điều đó thôi. Nếu có thể, họ làm mọi việc là vì mở đại bi tâm, vì phát bồ đề tâm, vì muốn giúp người. Nhưng mà kỳ thực tất cả việc làm đó đều là cái chuyện phù phiếm thôi nghe. Cái chuyện này lợi, này danh, này công danh sự nghiệp, này
vân vân, thưa các vị. Dường như những điều đó không có thứ nào đáng đối với những thiền tăng có tu tập thực hết. Thứ ba, ở mức độ cạn nhất, các vị nghiệm ra được pháp không thì cái cơ mà các vị đi vô đạo rất dễ. Pháp không là chi? Ở mức độ cạn nhất thời này này, rồi trả về cho các bụi. Này cửa nhà này, này của tiền này, người thân này, này tình cảm này, vân vân, thưa các vị, đều theo với cơn lốc vô thường mất biến hữu vô. Tình cảm sâu nặng của các vị, sự yêu thương gắn bó của các vị với bất cứ một thứ gì trên nhân gian này, nó đều theo với khói mây bay. Thế cho nên nghiệm ra cái mức độ cạn nhất như vậy, người ta đã dễ đi vào con đường tu rồi. Nghiệm ra sâu xa hơn, lợi dụng một đời này, một điều kiện ta đang thụ hưởng này, làm vô vạn phước điền giúp cho vạn người nghe. Còn chưa bước vào cửa này, thưa các vị, đời sống ta chỉ khư khư có một việc, đó là ôm hết mọi cái thứ của cải phù du, mọi thứ sinh diệt vô thường trong vòng tay của các vị, để rồi cuối cùng các vị chết với cái nỗi ân hận, với nỗi thảm sầu, với cái nỗi nghiệp của trầm luân sinh tử thôi. Đây là ba nét chúng ta kết lại vào hôm nay.